Xin chào tất cả anh em đến kênh của Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay mình sẽ quay ráp một cái tản nhiệt vào xe cho anh em cùng xem thử nó chạy nó hoạt động như thế nào nha. Đây và bên đây. Anh Thịnh đang ráp vô xe nha anh em. Coi nó có hơi bình không hả? Đây là có một chai xịt tin chuẩn bị dặn nước rồi nè anh em. Khỏe luôn, đi xe đạp luôn. Tới gáo thì này làm gì ra. Đây có một cái đồ motor bơm nước mini trong này nè anh em. Nó hơi chá, để này nắm chá nè. Đó. Máy bơm nước mini nha. Nè nó có, anh em thấy có hai cái ống nè. Để dặn thử được nha. Ở dưới nó xây luôn hả ta? Wow. Có cái hũ anh em. Đây cho mày có một cái motor nhỏ nhỏ này nè. Đây, cái chỗ nhỏ nhỏ có đổ keo lại nè nên nó không bị vô nước nha. Cái hay ho phết á. Có hai cái ống mà. Hay không? Đó, có một cái sạc thành 2-3 lần. Có một cái cọng dây kia bạn, cọng dây để ghim kết nối nè anh em. Mưa tường này đi chế bỏ vô hồ cá ngon hay nè. Mà bỏ vô hộp nha. Bỏ vô cái keo. Đó, bây giờ đang lắp ráp cái cục tản nhiệt này cho nó nè. Nhiệt hỏng hả? Anh đứa nặng cầm nhiệt hỏng hả? Cái nước không có ở đâu nè. Rồi, cái nước bằng nhôm. Nè anh em. Đó, đến lật lại quay hai quạt cho anh em xem nè. Dạ, đó mấy cái nước xe lôi em vô. Ừ, sao lấy cái nước xe lôi gắn vô anh Thịnh? Em thấy cái bổng ông xe lôi chở cho kia cho mình các bạn. Cái các nước mà nóng lên khói luôn á. Em thấy mà dầu nó sôi đùng nục luôn nục chóng á. Anh em cùng xem coi cái này lắp ghép như thế nào nha. Ê, tính nhà mua cái này về chế quạt gió để đi đầu nằm quạt cho mát anh. Có hai quạt gió trong cô giống có máy tính đó anh em. Ủa cái quạt này là 12V đúng không anh? Hay là 24V? Chưa biết nữa, 12 vậy á. Chắc 12V á. Thường cái quạt máy tính 12V á. Để này để hồi nó gớt nó cong cái nước à. Có đồ kết nối hay ho hết rồi à? Nó có sẵn mà. Hay có cái nắp luôn nè. Cái này hồi chắc gắn qua bên máy này với cái này. Không, cái đó giờ chưa biết nằm đâu nữa. Nó đủ vậy. Có thể là nó cho kèm nó xài với cái bộ gì khác đó. Ủa có cục Bluetooth hay không phải không? Phải Bluetooth không? Cục 5 sĩ đó cha. Cục bị 5 sĩ với ông nội. Cục Bluetooth á. Bluetooth 5 sĩ hả? Ừ, nhưng nhiều. Ủa có này chỉnh được Bluetooth rồi anh em. Có chỉnh motor được không? Không. ABT luôn rồi anh em. Nè con cáp luôn nè, hay ho quá ta. Nó có con cáp luôn nè. 5 sĩ nha. Đồi mắc quá anh em ơi. Mình sao mua nổi mấy cục này anh em. Mắc quá phải mua thôi. Chỉ có anh Thịnh đại gia mới chơi nổi thôi nha anh em. Đấy, vậy là già. Đó. Dặn lại hai cái đầu vô nè. Đại gia mà còn đi bình nè ông nội. Anh Thịnh đang đặt cái cục pin 600A vậy anh em, cho thấy vàng dừa luôn nha. Thấy anh thăng thang hay xương như thôi á, với hàng đang về cặp bến không á. Bình cũng đại gia mà. Gia yeah, không kìa. Đại gia mà tại còn cái bình nhưng mà không pin chạy mà. Đại gia chạy 2-3 chiếc không à, chứ không chạy 1 chiếc. Đó, đây 1 chiếc kìa nè, chiếc này để cho lính chạy mà ông nội. Đâu mà để cho lính chạy, nó chịu. Xe này mà. Để chân mà, nó chạy. Xe này để cho Hùng Hoàng cho lộ chạy nha anh em. Bữa nữa. Ai rồi cái này không gắn vô vườn. Chưa mà ai chưa xong hả? Chưa xong hả? Bình dầu phay đôm nè anh em. Đây anh Thịnh chơi cục ABT nha. Ốc dặn ở dưới nóng lạnh đây các con nè. Trong đây có miếng gòn. Trong miếng nhôm ở trong là bọng nha anh em, nó có lỗ như này nè.
chạy dầu đây nè. Rồi để hồi coi gắp vô gắn vô nó hoạt động nó chạy như thế nào nha anh em. Mình nghĩ chắc dầu nó chạy tè nó quay vô trọng trong á. Mình thấy có mấy chiếc kia cái quạt này nó hình tăng nhiệt nó bằng nó có đèn led nữa anh em. Mà này hình như nó không có đèn led nha. Hai Nguyễn Mâm luôn hả? Mới dữ. Không là ông hai kia nha. Dạ anh muốn cái mặt nha. Hả? Mâm nào nữa? Mâm cái chơi bị cho em. Mâm cũ có không? Mâm nào? Nguyên motor hay gì? Kêu mâm trước hả? Mâm sau á. Mâm sau chắc là motor á. Mâm sau là motor mà. Dính liền motor đúng không? Ừ. Thấy dính liền motor. À, Thịnh em thấy trên mạng nó có mấy cái này mà nó bằng đèn led á Thịnh, phải không? Loại này của anh loại cù bắp. Loại này mỗi kia chịu mấy. Mày nói hàng chịu mấy. Này cũng mấy chịu mấy gì mà cha. Này của anh mấy xị à. Không mấy xị không nổi. Chủ yếu để tản nhiệt thôi, anh đâu có thích màu mè. Đây gì? Anh là thích màu mè là anh gắn cái đèn vũ trường vô rồi. Ê vậy sao không nữa, không sống với em cái này em gắn cái đèn kiến quay xương xương chơi. Ừ. Ê mình lấy cái đồ phun xương nó bỏ đây nè. Anh em cái này gắn cái đồ phun sương để ở đây mát lắm anh em, có lý à, ngon à. Mình thấy được á. Mình thấy chai xịt tin này cũng im nè, ngon nè. Mà không biết chai xịt tin này hồi để cho nó chạy như thế nào nha. Cái này kia bằng dầu gì mình không hiểu đó anh em. Dầu hay là cái gì á. Cái này bằng chắc dầu quá. Nè, có hiểu nè. Rồi, đâm ống đi anh Thịnh. Ống đâu chân rồi? Chết à? Bây giờ đang nghiên cứu chế cái hoàn tản nhiệt cho nè anh em. Thành mới cắt được cái miếng nhôm trong chỗ bo nha. Cắt cái nhỏ rồi. Chắc nãy giờ mày mò gì vậy? Hả? Chắc nãy mày mò gì đứt rồi vậy? Còn không có nổi đâu, chắn chết luôn. Bữa. Ủa anh bóc bên đây vậy? Hả? Bóc này hả? Ừ. Xe nào có bộ luôn hả? Cái bộ ô liền. Xem có bàn mà tiếp sẽ đi đâm hậu bên đụng hẹp. Được ghê ông nội. Nghe thấy chắc rồi đó. Sắp có bàn mà tiếp đâm hậu bên đụng hẹp. Nghe thấy chắc chơi người chơi rồi đó. Chỗ này có ốc gắn được nè. Ê, chỗ này có bát nữa Thịnh. Chỗ này có bát nữa anh em. Bây giờ Thịnh đang đo canh chỉnh nha. Này cái đám nó mới nhát hay vậy. Bây giờ bắt ốc cái tản nhiệt vô nha anh em. Cái quạt tản nhiệt. Bắt lên miếng sắt trên đây luôn nè. Đúng không? Có lỗ này hả? Ê, có con lồng lên nè. Để sẵn vậy mà. Cái bát này, chơi xong bát này nè. Ở trên hầm xuống qua đây, không gì. Vừa chạy vừa có máy lạnh nha anh em. Phải có máy lạnh. Đây mày muốn gắn mày lên hát nhạc cho anh Lệnh. Rồi. Vừa chạy vừa hát nhạc, gán này nghe có lý phết á. Xe có lo hát nhạc đó, trên gì xe của anh Phong đó. Có hát nhạc đâu hả? Phong trung tâm đó. Có nhạc luôn. Âm thanh 4K luôn. Quá dữ luôn. Có đèn chớp luôn à? À đèn chớp luôn. Đèn chớp âm thanh sống đậm. Dạ bữa gắn đèn vũ trường luôn á. Ừ, tính là cái xe đó gắn đèn vũ trường á. Xuống xuống kêu bằng cái gì nè. Người ta kêu bằng cấm chạy rồi, nhảy nhạc lên lệnh. Ngon. Đây là hai cái ống phía dưới dẫn nước anh em. Không biết hồi chế sao đây. Còn hở gì không ta? Tại giờ hở chứ. Cái này phải hở nè. Nhưng hồi mình đút ống nó gãy không? Hở nặng. Thì anh làm có bát lại. Hở nặng cho gió nó quạt từ dưới nó quạt lên rồi nó gió nó quạt xong rồi nó có hơi chỗ hốt chứ. À. Thoát ra thổi lên ha. Nè này hỏng quá hay lạnh. Đánh nó mới nhát hả. Bộ liền.
Nhìn lên như cái bôi xin lên quay rồi. Cái này không dám tem Google là quay hết. Sao không nổi phụ nè, tem nè. Đâu? Kỳ điện nó nói rồi. Google giống người bệnh già, nó mới là hàng riêu. Đúng rồi, thấy Google mới hàng riêu. Nó vô cái lỗ kìa, dừng máy vô á. Hả? Cái chuột vô đây cha. Hả? Nó chứa anh để ỉa chuột ỉa thì ông nội. Nè, một đống cái chuột này nè. Cục 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 kìa. Này đá ông nội, cái chuột luôn, cái chuột. Cá bên Trung Quốc á. Phải. Xe mình chở cát đá, xe này đó chở cát đá nè. Cái đá lộn đây. Cắt cái hộp rồi bỏ anh lên. Hả? Ê bây giờ mình lộn hai cái ống thôi, cần cắt cái hộp không chị? Thì dưới anh Phan nè. Ông Phan lỗ rộng rộng quá xíu không? Thôi mày nghĩ nó lọt cát vô cái tảng nhiệt, nó lỗ tảng nhiệt đó, nó dướng cát không? Nó dướng mấy mũ không? Đâu đâu không mày. Đánh dấu này. Rồi bây giờ tới công giai đoạn lòn ấm mũ vô nha anh em. Lòn ấm mũ này vô cho dầu nó chảy lên đây nha. Nước còn nội. Ống nước, đúng rồi, ống nước để bỏ vô mấy hồ cá. À, để mấy ông làm hồ á anh em. Đò mấy nước cái tầng này được. Cho qua nước đi. Cho nhiều luôn. Cho nhiều luôn. Dạ. Nhấc vô, nhấc vô, lên luôn, lên luôn. Nhấc kêu không? Rồi. Nó chảy dầu không? Nước còn nội. Tàn cát luôn rồi. Nó dính vô ngắt luôn rồi, đẩy thôi là dính vô khớp dính luôn rồi. Giờ không có lên. Giờ có lên. Giờ không lên ông nội. Nó dính cái khớp rồi, giật sao lên được mà lên. Anh cãi nữa. Giờ không bánh tăng nhiệt luôn rồi nha. Rồi, lên định tâm chứ. Nắm nghị ở ngoài coi, nghị ngoài xe không ra chứ sao không ra. Tôi xây à. Mẹ nó còn xài cố dê nữa mà. Nó cứng quá. Đâu cứng thật cứng. Quỷ ba quỷ cơ bản. Ba quỷ cơ bản này. Mày khỏi cố dê cũng được không rồi. Mới lụm hai lỗ đây nha anh em. Này dính chạy. Chó này chết rồi. Chó nào chết rồi. Chung hí không cho gì hí rồi vậy bữa nữa kìa mày giỏ kìa mày cái dầu mũ cắt bớt dầu mũ đi anh em bằng nước ống xuống nha cháu mày mình mua nó cho mình sẵn ống mày hả anh không em mở hồ hay đo tường rồi đó cái ống này là nó cao hơn mặt nước biển là 1000 mét á. Anh nhìn xem. Máy điện rất là tích cực nha anh em. Bữa nè, vô nè. Rồi, rồi. Anh ảnh nhìn nhắn xuống. Nó chưa xuống hết nữa. Hết rồi hả? Chưa nè, bây giờ dán gì đó rồi nhắn đi rồi mình hả đè vô. Ừ, dưới đó rồi đè vô. Nè, đè vô. Cơ bản rồi. Tới bên kia. Rồi. Bắn ống kia nó bự bằng đó luôn. Sao vậy? Bóp vô. Không ăn kia bự nó luôn cho chọn ống xuống dưới luôn nội. Thôi, nó nằm trên đây luôn. Đóng mày đâu rồi? Đây rồi. Thì áo vô đây. Ok. Bây giờ tới đang canh chỉnh gắn lại nha anh em. Đây. Kim loại ESU nha. Đây là ESU nè. Ống nước nè. Ủa, cắt luôn hả? Nó hay lắm, lắm tặng luôn cái đỉnh. Phải. Đây nhiêu đây. Lọn đây cái nữa ông ơi. Nó hay lắm tặng luôn cái đỉnh. Ôi gì lọn đây phải cắt đoạn nữa, rồi mới lọn đây. Cắt nhiều đoạn lắm. Không mà, này để trên nha anh em. Bình này để trên. Xì gì vậy? Đây, vậy cho anh em coi cái bình bình Sigo đá bào. Đó. Đây cái bình anh em. Khoan này phải khoan máy khoan đi quát nó khoan nổi nha. Cái mũi khoan như cái mũi khoan cái khoan núi vậy. Trời, nhọn kìa. Nó đúng là tặng cho anh cu.
Vậy. Rồi em chạy nữa rồi. Em muốn bỏ vô. Cái gì đây ta? Thấy có cái gì đây nè. Gì quá nhẹ. Coi lại hả? Nó chạy ống luôn nha. Đây, cái này anh em. Cái ống này mới gắn câu đi rồi nè anh em. Rồi. Đây. Lên đây nha. Anh giấy hùng cái cứng để nhảy cái tưng hùng quá. Vậy cái này tới qua cái xô hay gì ta? Ủa qua cái ống máy phải không? Bây giờ cái gì là cái này nó qua cái bình này đúng không? Rồi mới tới. Này qua xô. Rồi từ bên này nó mới xuống ống này. Cũng chắc có quá ta. Cái hộp này hay để đây có lý nhất luôn á. Còn hai cái nữa. Đây, xuống nè anh em. Giờ thông qua ECU nha. Đó, xong qua bên ok. Vô đúng á, vô đủ luôn á. Nhà mình còn gì đâu. Còn mỗi con xe điện. Mà Thịnh tới ngày cũng đang đi độ. Ghi nhà sâu. Rồi một cái bịch ghi ra ngoài. Đó. Chút khởi động cho anh em coi thử nó chạy như thế nào nha, nó hoạt động như thế nào nha. Chạy chen như mà chạy marathon. Nó tính này cái nguyên lý này nó cũng dễ anh em. Đâu có khó gì đâu. Tiếp tục ở đây. Chọc lên trên đây. Chọc chưa vô. Chưa đó hả? Khoan lỗ bự tiếp hả? Cái lỗ nó nhỏ quá. Rồi bây giờ câu dây điện vô chuẩn bị test nha anh em. Đây câu dây điện 12V vô nha. Câu cái hùng. Rồi lấy nước lọc thử trước nha. Đó, câu hai cầu điện 12V này, hồi vô đưa bên lên đây chạy à. Xong xôi hết rồi đó. Không chạy hả? Rồi, đưa bình vô thôi. Hey, chín nó lọc vô. Nó quay nó cười ẻ nè. Rồi, cặp cho test anh em. Cộng trừ đúng chưa? Test nha. Chạy không? Chạy rồi. Hai bạn dưới chạy lên anh em. Trên này mát không? Mưa tôi chạy không? Nghe gì không? Rút mình nè, rút mình nè. Rút mày. Mưa tôi rút mày. Để chim nước bỏ vô. Rồi, giờ chim nước bỏ vô nha. Chim mày lấy cục cây ngon mày lấy được chim. Đang cầm nước nha anh em. Châm đầy đúng rồi. Đẻo không? Ít xỉu à, ít xỉu sao bơm được. Bơm rồi kìa, nước chạy kìa. Mà hết nước chưa? Chưa, nó chưa đợi. Đã hết nước rồi, phải bơm. Quay, quay quạt quay rồi. Rồi, đây đó.
ok đó. Giờ test bằng nước trước. Rồi, giờ chuẩn bị nha, coi nó. Xong rồi ok nha. Thì mới cho luôn kìa anh em. Đó, nước đang chạy nha. Đây. Có ngắt lại luôn rồi. Được rồi. Xem luôn. Nó hụt nước nữa, nó hụt biết luôn. Hụt nước rồi. À. Chết thì đậy vô dưới nữa. Thằng kia nó bơm thấy mà nó ôi nó bơm thấy ghê, mới đi hết nước luôn rồi kìa. Chụp điện nhau. Đó, chạy lên tiếp nha. Móng kìa. Im luôn nè anh em. Hết bóng rồi đó. Hết bóng rồi đó. Rồi đây coi, mát nha, để gờ đi mát nha. Ôi lạnh nhát hả? Nước nó lạnh. Nó lạnh. Mà nóng. Nó lạnh. Chạy chưa chạy đâu nóng. Bởi vậy. Đang thử coi cái đường nước có đi ok không? Qua chạy nè. Ok nha. Nó đang bị thiếu nước luôn nè. Thiếu nước nó nước nè, nước đang chảy đây nè. Thêm nước nó ngon. Hai ống này đầy nước nè anh em. Cái gì á? Nó diễn lỗi. Đó mình lừa nước rồi. Anh làm để cho nó lấy nước rồi nha. Nước nó hút vô mấy cái này vô rồi đầy nước hết là nó cũng nhiều nước anh em, nước đã giật xuống cũng không hút luôn. Nè, hai đường ống đổ lên đầy nước rồi nè. Nè. Để anh gửi cái đế thử nha. Cái đế cũng mát mát là nước chảy qua này. Nó giờ châm hết cho nước Awasaki vô nha. Mấy Awasaki. Tiếp tục. Vô đầy nước luôn. Rồi. Đó, nước nghe rút hết kìa. Rồi giờ hết móng rồi. Chạy nè, nước chạy nè. Rồi giờ hết móng rồi đó, ngon rồi đó. Ok nè. Còn vậy móng chạy lên cái này nè. Nó còn ở trong máy nó kìa. Rồi gần hết rồi đó, gần hết rồi đó. Ok đó. Ồ, xong lỗi cho tin vô. Hả? Xong lỗi cho tin vô. Đó, giờ đang test thử coi cái đồ nó ok này kia không á. Thôi bọt con gãy. Đang bơm cái nè. Đang chảy đó kìa anh em. Nước đang chảy kìa, đó. Khi nào ok mình mới nào sẽ lên xe luôn á, rồi mình mới châm cái kia. Châm dầu vô. Nè đang chạy bà luôn kìa. Đang chạy, thấy đang chạy. Nè ông quạt đó đang chạy nè. Bị gì ông bệnh gì? Nước đang chạy rồi. Nước bơm làm đâu? Nãy bị gì rồi. Nước treo ông nội. Quạt nó chạy hơi yếu không? Nâng cấp anh em. Ông nội. Nhìn nó vậy để vậy nâng cấp gì nữa, nâng cấp làm đâu vậy, bơm làm đâu? Bơm chìm nằm trong cái chạy con đế. Nó xuống hộp này hả? Nó bơm ăn ở trong đó, nó bơm rồi. Rồi chạy ok rồi nha. Hả? Nóng lắm. Đua này đua ghê lắm. Thịnh pin rất các bạn. Lòng chạy nóng nó giảm hiệu suất. Ừ. Hồi nãy lấy gì quên rồi. Rồi ok nha anh em. Quạt chạy nè. Cái gì? Đây. Tốt dầu gì? Chuyền cho bên nè. Chạy im nè hết. Chạy hết hết bọt luôn rồi. Hai ống nổ nhiệt nè. Đưa nó chạy vô đây. Cái hộp rồi chị đi. Cái hộp rồi chị đi. Chạy đi. Nước còn nhiều chứ không mát. Tôi nghĩ cái này chắc đủ luôn chú Hiệp ơi. Từ mà có thấy hộp bự ngon hơn cái gì nữa. Bự nhiều nước, đua tối đa được. Nước càng nhiều càng bán nhiều. Rồi, nước càng nhiều càng nóng. Nước càng nhiều. Đó. Rồi vậy là sửa xong á anh Định, xong pin chưa rồi? Chỉ cần để pin về là gắp vô là chạy rồi. Gắp vô rồi mấy cái dầu kia anh em. Giờ gì là ok rồi đó, test ok rồi. Rồi. Cái nửa đổ nước rồi nào phải không? Dạ. Cái gì hết lại nó được nhiều.
Để hỏi chiếc chiếc ổ dây nó nạp chiếc dây đầy đủ rồi nha. Cái này lấy một chai nè. Thôi giờ bỏ đi, giờ lấy cái khác ứng lợi bao nhiêu, con cái chai đỏ đỏ đủ không? Dư vậy bà. Dư cái chai đỏ nhiều lắm hả? Quá im. Mát luôn, cái này tối về nằm ở này mát như xương luôn. Anh định quái kìa. Người định cái này thấy khá là ngon á. Bà chớ quay kìa anh em. Lạnh mất mát đây nè. Ai mình đâu gì độ nữa. Dạ nhiệt độ. Nó thì nó cũng bằng nhiệt độ bên ngoài ha. Bằng bên ngoài thôi. Khi nào có nóng rồi mới biết được. Đợi pin về thả vô xong để một thằng pin. Để anh pin là ok rồi. Thôi có xì nước ngay vô. Không xì đâu, nãy thấy cũng kín lắm. Mình xin được kết thúc clip đây luôn anh em ơi. Clip của hai dài nha. Anh em mới hay nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Tạm biệt cả anh em. Hẹn gặp anh em clip tiếp theo nha.